Xin chào tất cả các bạn. Trời nắng nóng như thế này, không biết là các bạn có nhớ sử dụng kem chống nắng không? Riêng với Trang thì có hai việc mà Trang không bao giờ quên mỗi ngày, đó là rửa mặt với sữa rửa mặt và dùng kem chống nắng mỗi ngày. Mặc dù là chẳng đi đâu cả, ở trong nhà thôi, thế nhưng mà vẫn sử dụng kem chống nắng. Để làm sao để nó cho da của chúng ta đỡ bị lão hóa, bởi vì là trên 30 rồi, bây giờ 33 tuổi rồi và đã có hai con rồi, qua hai lần sinh nở rồi, thế cho nên là chắc chắn rằng là nội tiết tố nó sẽ bị thay đổi rất là nhiều và bị thiếu hụt, gây ra tình trạng nám tàn nhang rồi là lão hóa không phanh đấy. Nên là Trang rất là chú ý trong cái việc bảo vệ. Có thể là cái khoản chăm sóc ấy rất là lười, thế nhưng mà bảo vệ mỗi ngày thì không bao giờ quên được. Và kem chống nắng mà Trang đang sử dụng là kem chống nắng sinh học La Mer Care với các thành phần tự nhiên như là nha đam này, rồi là trà xanh này, vitamin E và vô số những cái thành phần rất là tốt cho da nữa, thì nó sẽ giúp da bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời này. Ngoài ra ấy, thì khi mà các bạn ở trong nhà, các bạn tiếp xúc với màn hình điện thoại này, tivi này, máy tính này thì cũng rất là hại cho da các bạn nhá, đặc biệt là với những chị em văn phòng. Mà về mùa hè này thì Trang tin chắc rằng là 99% chị em sẽ lười bôi kem chống nắng. Bởi vì sao? Bởi vì kem chống nắng vật lý nó gây bí bách da, nó gây nhờn da, đặc biệt các chị em da nhờn thì không sử dụng được luôn ấy, rất là khó chịu đúng không ạ? Và khi mà chúng ta toát mồ hôi thì da của chúng ta sẽ bị lem nhem, gây mất thẩm mỹ và rất là khó chịu. Đây, kem chống nắng sinh học La Mer Care thì Trang thấy có cảm giác là dùng rất là sướng. Khi mà bôi lên da ấy thì có cảm giác mát lạnh và thẩm thấu rất là nhanh, dạng gen trong suốt. Khi mà các bạn thoa lên da thì nhẹ tênh luôn, như không thoa cái gì luôn. Và nếu mà các bạn da dầu thì hoàn toàn là không bị bết dính nhá, không bị nhờn như gì hết, nên là dùng rất là thích. Trong quy trình chăm sóc da thì các bạn thường là sử dụng kem chống nắng sau khi là chúng ta sử dụng kem dưỡng đúng không ạ? Thế nhưng mà với kem chống nắng La Mer Care thì các bạn sử dụng trước cho Trang, bởi vì là nó sẽ thẩm thấu nhanh hơn rất nhiều so với cả kem chống nắng vật lý hay là kem dưỡng có thành phần make up. Đấy. Việc sử dụng kem chống nắng sinh học trước các bước trang điểm thì nó sẽ ngăn cho các kim loại không có lợi cho làn da của các bạn. Đấy. Mà khi sử dụng kem chống nắng thì các bạn cũng nên lưu ý là nên dùng cho cổ đó nha. Trang vừa rửa mặt với sữa rửa mặt La Mer Care và sau đây thì và bây giờ thì đang bôi kem chống nắng đây. Thực ra thì cũng 30 cộng rồi, không còn trẻ gì nữa, nên là mình cũng rất là ý thức trong việc bảo vệ da. Có thể nhiều khi là rất là ngại chăm sóc da, thế nhưng mà trời ngày thì nhìn thấy cái ánh nắng mặt trời nó nguy hiểm quá, thế cho nên là rất là chăm sử dụng kem chống nắng. Đấy, với các bạn văn phòng ấy thì càng nên sử dụng cái sản phẩm này, bởi vì là các bạn cũng chả đi mưa đi nắng thì cũng giống như Trang ở trong nhà, thế nhưng mà sử dụng điện thoại và máy tính rất là nhiều đúng không ạ? Đấy cũng là một trong những nguyên nhân gây ra lão hóa da, gây ra nám và tàn nhang. Đấy thì các bạn lưu ý nhé. Nếu mà các bạn cần thêm thông tin gì về sản phẩm nữa và các bạn có nhu cầu đặt hàng thì các bạn vui lòng liên hệ với Trang nhé. Số điện thoại quen thuộc 0981918651 và các bạn cũng có thể inbox Zalo Dương Thu Trang nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn vào những video sau. Xin chào các bạn.